mệt mỏi trời, cảm cảm mệt cái ngủ không được, rồi đi đứng cũng khó chịu nữa, kiểu sổ mũi nghẹt mũi á, nó nghẹt mũi chịu không nổi luôn á. Giờ chỉ có cách là ông biết cái kiểu mà mình mỗi lần mình hắt xì là cái mũi mình nó thông không Đúng rồi. đó, mỗi lần mà nghẹt mũi mình, nói chung là cái này tôi nghĩ chắc cũng có hại chứ không có lợi đâu nha. Sao? Nó nghẹt đó, nghẹt mũi đó, cái tôi lấy cọng tóc á, từ bước cọng tóc bắt đầu Mấy 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 xoay chục luôn tròn rồi ha, hát chìm một cái là cái nó mũi nó thâm mà nó mà. đã lắm. Không lẽ mình cứ làm hoài sao được, đúng không? Không mà mỗi lần ông máy vậy là nó hát xì được mấy lần chứ không phải là một lần đâu. Bây giờ nha, Cái em có một cái cách là 2 giờ đang mùa mưa rồi. Bây giờ đang mùa mưa rồi, nghẹt mũi thì chắc cú cũng mọi người chắc hay bị cảm á. Thì đơn giản thôi, mọi người làm tất cả mọi cách mà vẫn không thông mũi thì đơn giản, anh lấy một cục đá anh ngậm đá vô là sẽ thông liền. ngậm đá đó hả? Cục đá là thông liền. Rồi mình ngậm 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 để cứ ngậm đi, kiểu cho cái miệng mình nó mát á hả? Đúng rồi, là thông. Là nó mũi nó thông. Đúng rồi. Đúng thì không, để tôi vô tôi ngâm thử, ngâm Anh thử cứ nha, thử đi, đập thử hay. ngâm thử coi. Nếu anh đang bị nghẹt mũi thì anh lấy một cục đá anh ngậm. Này nhét được không? Nếu anh nhét được thì anh có thể nhét kiếm cục nhỏ nhỏ thôi. Đó, ngậm ngậm. Ngậm cho là cho nó mát cái vòng họng mình á. Ngậm. Cứ ngậm đá là sẽ giúp cho thông mũi rất là hay. Thấy đỡ không? Đỡ phải không? Tôi hiểu rồi. Khi ông ngậm đá nó lạnh đó là nó tạo cái không khí gì ở trong đó, nó ấy bắt đầu nó kiểu nó muốn thông luôn rồi mũi nè. Đúng rồi, lùng anh mát lắm đúng không? Hình như là ông ngậm là đương nhiên nó lạnh, bắt đầu nó ông thở nó bắt đầu đi ra cái hướng này mà. Đúng rồi Thì ra là thế. đó. Nếu mọi người ai đang bị nghẹt mũi thì cứ ngậm nước đá, lộ ngậm một cục đá là cảm giác là sẽ thông liền. Nghĩa là cái khí lạnh á nó sẽ thông ra lỗ mũi, ông thở cảm giác cái này nó lạnh luôn mà. Đúng rồi, Thì đó đơn giản vậy thôi. là mỗi lần mà nghẹt mũi chịu không nổi nữa là cái đấy cục đá ngậm vô Đúng rồi, là sẽ là thông sẽ tí mũi. xíu là thông liền, Đúng rồi, mà cái miệng mình nó hơi bị ấy nha, nó hơi mát mát xíu nó không hơi sao mát đâu. đó nha. Rồi ok, em chia sẻ mọi người nha, đây là cách chữa cháy. Nếu anh em nào bị nghẹt mũi nặng quá rồi có thể ngậm nước đá nha. Cho đăng ký bật chuông.